rất kính chào cô bác anh chị. Ngày hôm nay thì bên em dọn kho thanh lý tiếp cho cô bác anh chị mình. Đấy, bác nào có nhu cầu thì liên hệ ngay cho em Nhiên vào số hotline của cửa hàng là 0917210707 cô bác anh chị mình. Thì ngày hôm nay thì em có cái con bót hàng khoan vali các bác nhá. Đấy, hàng này thì là đầu 13 ly. Cái này thì có kèm một ít phụ kiện nữa các bác này. Thì cái này bị vỡ hộp. Đây, bị vỡ hộp đây các bác nhá. Thì em thanh lý nốt cho cô bác anh chị nào có nhu cầu muốn mua với giá là 400.000 các bác nhá. Đấy, 400.000 các bác này. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em nhá. 400.000 với cái hộp vali như thế này. Còn qua bên này cho em này. Đấy, vắt nước cam thủ công các bác nhá. Cái này thì bây giờ em sẽ thanh lý cho bác nào nhu cầu muốn lấy là 30.000 các bác nhá. Cái này là hàng inox này. Đấy. Còn sót một cái duy nhất nữa thôi. Đấy, em thanh lý với giá là 30.000. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho cô bác anh chị mình. Đây. Vòi đầu vòi hoa sen các bác nhá. Đầu vòi hoa sen. Đấy, dây thì nó bị mất ở đâu rồi ấy thì cái này em thanh lý cho cô bác anh chị mình với giá là 20.000 một cái các bác nhá. 20.000 một cái này, còn hai cái các bác. Còn chuyển tiếp qua bên này này, vượt mũi gập này, đây. Vượt mũi gập này thì em thanh lý với giá là 50.000 các bác nhá. Đấy. Vượt mũi gập này 50.000 này. Còn đây là đèn này, đèn này thì mình sạc bằng năng lượng mặt trời, còn không thì các bác sạc trực tiếp vào cho em cũng được. Đấy, cũng thanh lý nốt cho cô bác anh chị mình với giá là 50.000. Còn đây là ấm pha trà giữ nhiệt này, còn sót một cái duy nhất các bác nhá. Ấm pha trà giữ nhiệt em thanh lý luôn cho cô bác anh chị mình với giá là 100.000 các bác nhá. Đấy, 100.000, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em nhá. Xay công nghiệp các bác nhá, hàng này thì gọi là cực kỳ chất lượng luôn. Cái này thì bị cháy hàng lâu nay rồi. Đấy, hết hàng lâu nay mà không có hàng để mà bán luôn các bác nhá. Ngày hôm nay thì bên em có về lại này. Thì cái này thì bên em về là sẽ có là hai cái cối xay. Đấy, và đặc biệt là cái cối dưới này là thép cứng nha các bác nhá. Nên là các bác yên tâm là khi các bác xay là sẽ không bị gãy hay là bào mòn đâu cô bác anh chị mình này. Đấy, thép cứng ở dưới trục quay các bác này. Này, trục quay ở đây là cũng thép luôn các bác nhá. Đấy. Và một cái thì các bác xay nước và một cái thì các bác xay khô các bác này. Đấy, có xay khô luôn này. Đấy. Và đợt này thì bên em sẽ thanh lý rẻ cho cô bác anh chị mình với giá chỉ có là 420.000 thôi các bác nhá. 420.000. Rồi qua tiếp bên này cho em này. Đấy, ngày hôm nay em có về một cái lô kính các bác nhá. Kính cho dành kính lão ấy. Đấy, bác nào mà ở nhà mà có ông bà mình mà bây giờ cần mang kính ấy thì các bác có thể sắm ngay cho em kính lão này. Kính lão thì bên em có loại là 1 độ, 2 độ 5, 3 độ và 3 độ 5. 2 độ đấy các bác này, 1 độ, 2 độ, 2 độ 5 và 3 độ là 3 độ rưỡi này. Đấy, thì cái này thì em sẽ thanh lý với giá chỉ có là 50.000 một cái thôi cô bác anh chị mình. 50.000 một cái các bác nhá. Rồi qua bên này cho em này. Đấy, găng tay để đi nắng có sổ lỗ luôn các bác nhá. Cái này thì nó cắt lỗ phía đầu ngón tay này nên là dễ làm việc này các bác nhá. Đấy, các bác đi nắng này, đi xe máy này. Đấy, cực kỳ tiện luôn. 15.000 một đôi thôi cô bác anh chị mình. Đấy, 15.000 một đôi. Còn qua tiếp bên này cho cô bác anh chị mình nhá. Bóng đèn siêu tiết kiệm điện các bác nhá. Bên em thì có 10W và 10W và 50W. Đấy, 10W và 50W thì cái loại này thì cực kỳ siêu tiết kiệm điện luôn. Đấy, và cực kỳ bền. Đấy, 10W thì bên em đang bán với giá chỉ có là 15.000 thôi. Còn bác nào mà lấy 50W này, đấy, 50W thì bên em thanh lý với giá là 50.000 cô bác anh chị mình nhá. Cái này thì xài điện 220 của gia đình mình ấy. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho em này. Đấy, kìm tuốt dây điểm này. Cái này thì cực kỳ xịn sò luôn các bác nhá. Cái này thì mình có thể tuốt được dây điện từ 0.8 cho đến 3.2 các bác. Đấy, và mình có thể chẻ luôn đôi được cả dây điện luôn này. Đấy, cái này thì cực kỳ xịn sò luôn cô bác anh chị mình nhá. Đấy, bên em đang bán với giá chỉ có là 95.000 một cái thôi các bác nhá. 95.000 một cái này. Đấy, quá ok luôn. Đấy, bác nào nhu cầu thì liên hệ ngay cho em nhá. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho em này. Đây. Sạc ắc quy các bác nhá. Bác nào mà nhà có bình ắc quy xe máy này hoặc là xe đạp mà đang còn hết ắc quy mà mình không thể đưa ra được tiệm ấy thì mình có thể tháo ra và đem sạc cho em. Đấy, cái này thì mình kẹp vào âm dương cho em nhá. Và nó có chế độ báo đèn luôn. Đấy, báo đèn để mình biết nó sạc đầy hay chưa và đang sạc hay không các bác nhá. Đấy, cái sạc ắc quy này thì bên em đang bán với giá chỉ có là 95.000 một cái thôi cô bác anh chị mình nhá. Đấy, 95.000 một cái này. Rồi chuyển qua bên này cho em các bác nhá. Bác nào nhu cầu về thân máy mài pin ạ. Đây, cái này thì chân pin phổ thông các bác nhá.
Ở nhà bác nào mà có chân pin và pin rồi ấy, chân pin là pin như thế này các bác này. Đấy, pin phổ thông như thế này ở nhà bác nào đã có rồi thì các bác có thể mua cái thân máy mài này cho em. Thân máy mài một tấc các bác nha. Đấy, bên em bán với giá chỉ có là 350.000 một thân thôi. Đấy, cực kỳ bèo luôn. Hàng này cực kỳ chất lượng các bác nha. Đấy, motor không chổi than nên là các bác xài thoải mái cho em nhá. Đấy, cái này các bác nhúng xuống nước chả sao luôn ấy. Đấy, giá chỉ có là 350.000 thôi. Chuyển tiếp qua bên này cho em này. Đây, thắt lưng da cá sấu các bác nha. Cái này thì các bác có thể mua về tặng cho ông mình, ba mình hoặc bạn bè mình các bác nha. Đấy, thắt lưng da cá sấu này cực kỳ ngon lành cành đào luôn này. Đấy, các bác nhìn chất da này. Đấy, ok chưa? Đấy, cái hộp cũng cực kỳ xỉn sò luôn các bác nha. Đấy, có cái tay sách này. Đấy, quá ok luôn. Và một cái dây thắt lưng nguyên hộp như thế này thì bên em thanh lý với giá chỉ có là 150.000 thôi các bác nha. 150.000 các bác mua về mình xài không thì làm quà là quá ok luôn. Đấy, 150.000 thôi các bác nhá. Rồi, chuyển tiếp qua bên này cho em này. Đây, kéo cắt cành các bác nhá. Đây, kéo cắt cành này. Đấy, kéo cắt cành này thì của Nhật bên em thanh lý với giá chỉ có là 50.000 một cái thôi. Đấy, kéo cắt cành của Nhật là 50.000 một cái này. Kìm này, kìm điển này, giá chỉ có là 35.000 một cái các bác nhá. Rồi, qua bên này cho em này. Đây, cưa cây các bác này. Đây, cưa BCTM. Đấy, cưa các bác nhá. Cưa này này là 350 mm. Đấy, cái này thì bên em bán với giá chỉ có là 65.000 thôi. Còn nếu như mà các bác nào mà lấy cưa ba cơ, này cưa ba cơ này thì giá là 70.000 các bác nhá. Còn nếu bác nào mà lấy lưỡi cưa thay thế thì bên em thanh lý với giá chỉ có là 25.000 một cái thôi. Lưỡi cưa các bác nhá. Lưỡi cưa thì 25.000 một cái này. Còn nếu như các bác lấy cưa này có cán cầm như thế này luôn thì giá là 70.000. Còn nếu như các bác là lấy cưa đỏ này thì giá chỉ có là 65.000 thôi các bác anh chị mình. Rồi, chuyển qua bên này cho em nhá. Ngày hôm nay thì em có về một cái lô kính mát và kính lão của bác anh chị mình. Đấy, bác nào có nhu cầu về kính thì các bác có thể liên hệ ngay cho em nhá. Như kính lão thì bên em sẽ có về là một đổ này, 1,5 đổ này, 2 đổ các bác nhá. Đây, 2 đổ này. Và đây là 2,5 đổ và 3 đổ đây cô bác anh chị mình. Đấy, thì cổng kính là cực kỳ chắc chắn luôn cô bác anh chị mình. Đấy, các bác mua ngoài thị trường cũng 150-200.000 một cái kính như thế này. Đấy, nhưng ngày hôm nay thì bên em bán với giá chỉ có là 50.000 một kính như thế này thôi các bác nhá. Kính lão các bác nhá. Đấy, giá chỉ có là 50.000 một cái kính lão như thế này thôi. Có hộp và có cả miếng vải lau như thế này luôn các bác nhá. Này, có một cái hộp bóng như thế này này. Đấy, các bác bỏ vào cho sạch sẽ này. Đấy, giá chỉ có là 50.000 một kính thôi. Có kính 1 đổ, 1.5 đổ, 2 đổ, 2.5 đổ và 3 đổ các bác nhá. Còn qua bên này cho em này. Đây, bên em có về một cái lô kính thời trang các bác nhá. Đấy, có về một cái lô kính thời trang này. Mà cái này thì em cũng sẽ sale rẻ cho các bác này. Cái này các bác mà mua trên thị trường cũng phải 400-500.000 một kính các bác nhá. Đấy, 400-500.000 một kính. Nhưng mà đợt này em sẽ sale rẻ cho cô bác anh chị mình. Đấy, kính Gucci này. Đấy, em ghi là số 1 các bác nhá. Các bác nếu đặt hàng thì các bác lấy kính nào thì các bác ghi số 1, số 2 luôn cho em nhá. Đấy, hàng này hàng của Italia. Đấy, các bác nhìn nè. Hàng cái gỏng kính này các bác này. Đấy, ok chưa? Đấy, vì là không có vỏ hộp nên là bên em sẽ thanh lý rẻ cho cô bác anh chị mình với giá chỉ có là 90.000 thôi các bác nhá. 90.000 một kính thôi. Đấy, 90.000 một kính Gucci này. Đấy, số 1 các bác nhá. Đấy, còn các bác nào mà lấy kính Gucci số 2 này. Này, số 2 các bác nhá. Các bác ghi cho em là số 2 này. Đây, em cho xem cổng kính luôn này. Đấy, ok chưa? Quá đẹp luôn, cực kỳ sang chảnh luôn này. Em cổng kính số 1 đây các bác này. Đấy, còn đây là cổng kính số 2 này. Đấy, Gucci số 2 các bác nha. Đấy, giá cũng là 90.000 các bác nha. Còn qua bên này này, đây là kính Audi này. Đây, kính Audi các bác nha. Hàng này là hàng của Germany, hàng của Đức ấy. Đấy, không vỏ hộp nên em sẽ thanh lý rẻ cho cô bác anh chị mình với giá chỉ có là 90.000 thôi. Đấy, 90.000 các bác nha. Đây là số 3 các bác nha. Còn như các bác nào mà đặt số 4 này, đây là kính Boxer này. Này, kính vuông các bác nhá. Đấy, Porter này kính vuông các bác này. Đấy, hàng Italia các bác nhá. Kính vuông hàng Italia này. Đấy, giá cũng là 90.000 các bác ghi cho em là số 4 nhá. Em cho các bác xem cái cổng luôn này. Này, quá đẹp luôn, sắc sảo luôn các bác nhá. Qua bên này là số 5 này. Này, kính tròn các bác này. Này, Porter này, Porter số 5 các bác nhá. Đấy, các bác nào mà đặt số 5 thì các bác ghi cho em số 5 này. Đấy, kính mát số 5 các bác nhá. Đấy. Còn qua đây kính này. Tiếp tục này, kính Audi này.
Đây, số 4 và số 5 đây các bác này. Đây, còn đây là kính Audi là số 6 này. Đây, đây là cổng kính các bác nha. Đây, các bác đấy, các bác nào mà nhu cầu kính mát này, đấy, thì các bác có thể kính thời trang, các bác có thể mua ở em, giá cực kỳ bèo luôn các bác nha, 90.000 một cái thôi. Qua bên này cho cô bác anh chị mình nhá, kính chống bụi các bác này, này em có về một cái lô kính chống bụi cực kỳ siêu xịn sò luôn các bác nhá. Đấy, các bác nào mà thích lấy màu trắng thì các bác lấy, mà lấy màu đen thì các bác lấy này, đấy, cực kỳ gọi là ok luôn. Cái này thì các bác có thể ốp sát mắt đi đường thì không lo bụi bặm bay vào trong mắt đâu các bác nhá. Đấy, giá thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 15.000 một cái thôi. Đấy, 15.000 một cái các bác nhá. Còn bác nào mà nhu cầu kính bảo hộ này, đây, kính bảo hộ các bác nhá. Kính bảo hộ này thì em cũng bán với giá là 15.000. Đấy, còn tiếp qua bên này cho em này, kính nam này. Đây, kính thời trang nam các bác nhá. Đây, kính thời trang nam này, chống tia UV này. Đấy, kính này thì bên em đang bán với giá là 30.000 một cái các bác nha. Đấy, kính chống tia UV của Nam này, giá là 30.000 một cái này. Đấy, qua bên này cho cô bác anh chị nhá, máy mài Deadmax các bác nha. Cái này thì đợt này bên em sẽ tặng kèm cho cô bác anh chị mình là 3 viên đá cắt nữa. Đi kèm là sẽ có khóa mở này, nắp bảo vệ này, đấy, và tay cầm. Và đặc biệt thì con Deadmax này thì có điều tóc ở sau đuôi như thế này các bác nha. Đấy, quá khỏe luôn. Con này là hàng chính hãng, công suất của nó là 750W, sử dụng đá là đá một tấc các bác nhá. Giá chỉ có là 330.000 thôi cô bác anh chị mình. Kéo giật cành trên cao các bác nhá. Đây, đi kèm là sẽ có một cái lưỡi cưa này, đấy, một và kéo này. Cái này thì mình vừa có thể vừa cắt này, vừa cưa các bác nhá. Đấy, kéo giật cành trên cao. Đây, đây là kéo này các bác nhá. Đấy, giá chỉ có là 150.000 thôi. Về các bác kiếm thêm một cái que hoặc là một cái thanh sắt thì các bác bắt vít vào đây, muốn cao bao nhiêu thì các bác cứ bắt đến bấy nhiêu các bác nha. Giá chỉ có là 150.000 thôi các bác nha. 150.000. Đây là miếng dán đau vai gáy các bác nha. Miếng dán đau vai gáy, bác nào mà bị đau cổ này, đấy, thì các bác có thể mua cho em cái miếng dán đau vai gáy này. Cái này rất hiệu quả các bác nha, cực kỳ hiệu quả luôn. Đấy, và cái miếng dán này thì một hộp là có 12 miếng các bác. Đấy, giá bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 20.000 thôi. Đấy, một hộp như thế này là giá là 20.000. Còn qua bên này, đấy, qua bên này là miếng dán thải độc các bác. Đấy, các bác làm một ngày mệt nhọc này, đấy, hoặc là trong người có tích trữ bệnh này, thì các bác dán cho em cái miếng dán thải độc này cho em nhé. Miếng dán thải độc này thì có trong một hộp như thế này là có tận 50 miếng các bác. Đấy, giá bên em đang bán với giá chỉ có là 50.000 thôi. 50.000 mà có tận 50 miếng. Các bác ban đêm đi ngủ các bác dán vào lòng bàn chân cho em nhé. Giá chỉ có là 50.000 thôi các bác nha. Rồi tiếp theo em chuyển tiếp qua cho các bác anh chị mình. Đấy, mùa hè nóng bức đã tới các bác nha. Các bác sắm ngay cho em cái quạt đi du lịch này, picnic, hoặc là các bác nào mà hay đi vịnh biển mà thiếu quạt ấy, thì các bác có thể sắm ngay cho em những cái dòng quạt này, hoặc là các bác mua về các bác đặt lên bàn làm việc, nó rất nhỏ gọn này. Đấy, quạt này thì có đèn này, có đèn các bác nha, giá chỉ có là 150.000. còn như bác nào mà lấy cái quạt fan này, đấy, cái quạt này thì bên em đang bán với giá chỉ có là 185.000 thôi các bác anh chị mình. Tất cả là đều sạc điện hết các bác nha, tất cả đều sạc điện hết này. Đấy, ok chưa? Đấy, các bác nào mà lấy quạt 185 thì các bác ghi cho em là quạt 185. Còn nếu như các bác nào lấy một quạt 150 thì ghi cho em là quạt 150 các bác nhá. Đấy, ok chưa? Đấy, chuyển tiếp qua cho các bác anh chị mình tiếp. Đấy, ổ khóa các bác nhá. Đấy, ổ khóa thì bên em có rất nhiều loại. Ổ khóa chống cắt, chống trộm đây các bác nhá. Loại này là 50mm. Đấy, ổ khóa này là 50mm này. Đấy, cái loại này thì bên em đang bán với giá là 40.000. Còn như bác nào mà lấy ổ khóa chống cắt, chống trộm 60mm thì cái loại này thì giá của nó là 100.000 các bác nha. Còn đây là ổ khóa số các bác này. Ổ khóa số không cần chìa khóa các bác nha. Ổ khóa số không cần chìa khóa, giá chỉ có là 80.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, cực kỳ rẻ luôn. Đấy, giá là 80.000 này. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho các bác anh chị mình này. Đây, gối chày nhá. Cái này thì bằng inox các bác nha. Cái này thì bằng inox. Hàng này hàng không gì mà còn có cả nắp đầy luôn. Đấy, gối chày để đâm tiêu, đâm tỏi, đâm ớt này, giá chỉ có là 110.000 thôi.
Cối trà inox các bác nhá, giá chỉ có là 110.000 thôi. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho các bác anh chị mình tiếp này. Đây các bác nhá, đây là pin tiểu. Pin này là pin sạc các bác nhá, pin sạc 3.7V đấy. Pin sạc 3.7V và một pin này em đang thanh lý với giá chỉ có là 15.000 một viên thôi. 15.000 một viên các bác nhá. Còn nếu như các bác nào mà lấy sạc này, đấy, sạc dành cho pin 3.7V này thì giá chỉ là 30.000 thôi các bác nhá. Đấy, sạc thì giá là 30.000 này, quá rẻ quá bèo luôn các bác nhá. Đấy, ok chưa? Chuyển tiếp qua bên này cho các bác anh chị mình. Đây, bàn chải đánh răng than tre của Hàn Quốc, bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 10.000 một cái thôi. Hàng này là than tre Hàn Quốc các bác nhá, giá niêm yết là 32.000, đợt này em thanh lý cho cô bác anh chị mình với giá chỉ có là 10.000 thôi các bác này. 10.000 thôi, giá là siêu rẻ. Rồi bác nào nhu cầu về súng về để lắp vào máy rửa xe, bên em có bán luôn các bác nhá. Đấy, đầu súng tăng áp các bác này. Đấy, đầu súng này lắp vào máy rửa xe, các bác ở nhà mà có sẵn máy rửa xe, có vòi, có sẵn rồi ấy mà bị hỏng súng này ấy, thì các bác có thể mua cái này cho em nhá. Đấy, đầu súng rửa xe này giá chỉ có là 90.000 thôi các bác anh chị mình. Đấy, 90.000 thôi các bác nhá. Đấy, chuyển tiếp qua bên này cho các bác anh chị mình tiếp này. Đấy, bác nào nhu cầu về búa, đây là búa lùn các bác nhá. Đấy, búa lùn. Búa lùn này thì bên em đang bán với giá chỉ có là 38.000 thôi. Còn bác nào mà lấy búa cờ mỉ này, búa cờ mỉ dài này, đấy, giá là 65.000 các bác nhá. Búa cờ mỉ dài là 65.000, đấy, quá rẻ luôn. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em này. Rồi tiếp theo em quay cho bác cái này này. Đây là bút lấy dấu các bác nhá. Bút lấy dấu thì bên em nhiên đang thanh lý với giá chỉ có là 50.000 một cái bút lấy dấu thôi các bác anh chị mình. Đấy, còn đây là kềm này, đây. Cái này thì cực kỳ sắc bén luôn các bác. Đấy, các bác mà đi cắt thép hay là vặn thép hay là như thế nào ấy, quá ok luôn. Hàng này thì bên em đang bán với giá chỉ có là 35.000 một cái thôi. Các bác ghi cho em là kềm đỏ đen các bác nhá. Kềm đỏ đen giá chỉ có là 35.000 một cái thôi các bác anh chị mình này. Này, qua tiếp bên này vít đóng này. Này, vít đóng thì bên em có hàng này là hàng Anton. Đấy, hàng Anton của USA. Các bác mà thích lấy dẹt hoặc là ba ke thì các bác ghi cho em là dẹt và ba ke các bác nhá. Dẹt này, đấy. Cái này thì đồng giá là 30.000 một cái các bác nhá. Đồng giá là 30.000 một cái. Các bác lấy dẹt cũng được mà lấy ba ke cũng được. Bên em có hai loại. Đấy. Còn nếu như các bác mà lấy vít hai đầu này, đây là vít hai đầu này các bác nhá. Vít tăng hai đầu, đấy, vít tăng hai đầu này thì giá chỉ có là 10.000 một cái thôi các bác anh chị mình. Đấy, vít tăng hai đầu thì giá chỉ có là 10.000 một cái này. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho các bác anh chị mình tiếp này. Này, ở nhà bác nào mà có ông già hoặc bà già, nói chung là ông bà bị, nói chung mắt bị cần thị, bị lão đấy, mà không có nhìn chữ rõ để đọc báo ấy. Đấy, thì các bác có thể sắm ngay cho em cái kính lúp này. Đấy, kính lúp các bác nhá. Kính lúp này thì bên em đang bán với giá chỉ có là 65.000 một cái thôi các bác nhá. Kính lúp này 65.000 một cái. Còn qua bên này, đây, bình ắc quy bác nào bị hỏng này thì mua hỏng hoặc là hết pin, hết ắc quy mà mình không thể đem ra tiệm được ấy, thì các bác mua cho em cái sạc ắc quy 12V. Đấy, ở cái này thì các bác tháo ắc quy ra kẹp âm dương là các bác có thể sạc được rồi. Giá chỉ có là 95.000 một cái thôi các bác nhá. 95.000 một cái sạc bình ắc quy thôi. Đấy, 95.000 này. Còn đây là đuôi đèn cảm biến. Cái này thì các bác lắp ở cổng hoặc nhà vệ sinh cho em. Đấy, cái này người đi qua thì nó sẽ tự sáng các bác nhá. Đuôi đèn cảm biến giá chỉ có là 60.000 một cái thôi. 60.000 một cái đuôi đèn cảm biến này. Còn đây là bóp nâng cơ tay này. Này, bóp nâng cơ tay các bác nhá. Cái này thì nó sẽ có trọng lượng từ 50 đến 60 kg, cấp tùy các bác chỉnh các bác nhá. Đấy, giá chỉ có là 40.000 thôi các bác nhá. 40.000 thôi. Chuyển tiếp qua bên này cho các bác anh chị mình tiếp này. Chì hàn. Chì hàn bên em, cái này thì là 100g, bên em thanh lý với giá chỉ có là 40.000 thôi các bác nhá. Chì hàn là 40.000 này, mỏ hàn chì cũng là giá là 40.000 các bác. Mỏ hàn chì này 40.000 các bác nhá. Đấy, quá rẻ luôn các bác nhá. Mỏ hàn chì 40.000 này. Rồi tiếp theo bên này em thanh lý tiếp cho cô bác anh chị mình. Ai cô bác nào mà đang thiếu đồ để làm móng tay, móng chân thì sắm ngay xem một cái bộ như thế này. Bộ làm móng tay, móng chân các bác nhá. Đấy, giá chỉ có là
70.000 một bộ thôi. Đấy, đầy đủ phụ kiện phía trong luôn. Các bác có thể mua về cho con em hoặc là vợ mình xài các bác nha. Giá chỉ có là 70.000 một cái như một bộ như thế này thôi. Rồi chuyển tiếp qua bên này. Dây điện các bác nha. Dây điện này là dây điện 30m các bác này. Đấy, dây điện 30m mà ở đầu ổ cắm này có rất nhiều lỗ luôn. 1, 2, 3, 4 này. Đấy, rất nhiều lỗ cắm luôn. Cái này thì dây điện 30m này thì em sẽ thanh lý với giá chỉ có là 140.000 thôi các bác nha. 140.000 này. Đấy, giá là quá hời, quá rẻ luôn rồi đấy. Bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em nhanh tay các bác nha. Đấy, giá rẻ mà nói chung là số lượng là có hạn này. Rồi tiếp theo em nhân qua tiếp cho cô bác anh chị mình này. Đầu bắn tôn các bác nha. Đây, đầu bắn tôn. Đấy, một cái bộ đầu bắn tôn là 10 đầu như thế này, 10 đầu bắn tôn các bác nha. Thì bên em Nhiên thanh lý với giá chỉ có mà 25.000 một cái vỉ như thế này thôi. 25.000 một cái đầu vỉ bắn tôn. Còn nếu như bác nào mà lấy đầu bắn vít này, đấy, 10 đầu bắn vít này giá chỉ có là 20.000 thôi, quá rẻ luôn các bác nha. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho cô bác anh chị mình. Đây là rìu sói này. Đây, rìu sói các bác nha, rìu sói của USA này. Đây, các bác nhìn sắc bén không? Nhìn cầm đầm tay chắc chắn luôn. Cái này mà các bác nào mà đi lên rừng thì quá ok luôn. Đấy, rìu sói này thì bên em đang bán với giá chỉ có là 250.000 thôi các bác anh chị nhá. 250.000 này. Đấy, cực kỳ bèo luôn này. Đấy, 250.000. Rồi qua bên này cho các bác này. Đấy, lưỡi cắt gỗ 1 tấc 85 các bác nha. Lưỡi cắt gỗ 1 tấc 85 bên em đang bán với giá chỉ có là 80.000 thôi. Còn đây là đá chén mài này. À, chén mài các bác nha. Chén mài này thì giá chỉ có là 55.000. Còn như đá cắt đa năng, lưỡi đá cắt đa năng các bác nha. Cái này thì vừa cắt sắt, cắt gỗ, cắt nhôm, cắt kính gì đều ok hết này. Đấy, lưỡi cắt đá đa, lưỡi cắt đa năng giá chỉ có là 50.000 một lưỡi này. Chuyển tiếp qua cho cô bác này. Đấy, sấy tóc mini Nova. Cái này thì các bác xách đi du lịch cho em này. Sấy tóc mini Nova, cái này thì giá chỉ có là 35.000 một cái thôi cô bác anh chị mình nhá. 35.000 một cái này. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho cô bác anh chị mình tiếp. Đấy, bơm đạp chân các bác nhá, bơm xe, bơm đạp chân này. Đấy, bác nào mà lấy một ống này, đây lấy một ống thì giá chỉ có là 85.000 thôi. Còn bác nào mà lấy hai ống này, đây lấy bơm hai ống thì giá là 130.000 các bác nhá. Đấy, hai ống thì 130, còn nếu như bác nào mà lấy loại này thì giá là 230.000 này. Đây, màu đen này thì giá là 230.000 các bác. Còn chuyển tiếp qua bên này cho các bác này. Đây là đo huyết áp, máy đo huyết áp các bác nhá. Cái này thì trên thị trường các bác phải mua 600-700, nhưng bên em bán với giá chỉ có là 250.000 một cái thôi các bác nhá. Máy đo huyết áp này giá chỉ có là 250.000 một cái thôi. Đấy, cực kỳ rẻ luôn nhá, 250.000 một cái này. Rồi chuyển tiếp bên này cho các bác này. Đây là kéo cắt tỉa hàng rào. Đấy, cắt tỉa hàng rào của Nhật các bác nhá. Cái này thì mình nới dài, nới ngắn là được ok này. Đấy, cắt tỉa hàng rào bên em bán với giá là 110.000. Đấy, cắt tỉa hàng rào các bác nha, giá là 110.000. Rồi chuyển qua bên này cho cô bác anh chị mình. Đấy, than các bác nha, than thì bên em có rất nhiều mã luôn. Than thì bên em để cho các bác về có thể thay máy mài, máy khoan. Đấy, mà rất nhiều mã nên là các bác nào mà lấy nhiều mã thì các bác nói em các bác nha. Thì bên em bán với giá là 15.000 và sẽ có 4 cặp than như các bác anh chị mình. 15.000 sẽ có 4 cặp than đây các bác nha. Đây, nó sẽ có mã là 5 x 8 x 15 này. Mã nữa là CB51, một mã nữa là CB46, CB41. Đấy. Nó có tận 4 mã các bác. Nên là các bác nào mà lấy mã nào thì các bác báo cho em nhá. Rồi chuyển qua bên này này, khoan pin các bác nhá. Khoan pin Kutan 12V. Cái này là có 2 pin, 1 sạc và 1 thân máy. Bên em thanh lý với giá chỉ có là 230.000 thôi các bác nha. 230.000. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình. Đây, hộp đồ chơi trẻ em. Đấy, cái này thì về cho trẻ con mình lắp ráp các bác nha. Trẻ con mình lắp ráp xây dựng này. Này, các chơi các khối này xây dựng này. Đấy, ok chưa? Hình logo xếp hình này giá chỉ có là 110.000 thôi các bác nha. 100.000, 10.000 thôi, giá cực kỳ bèo luôn. Rồi qua bên này chuyển tiếp cho các bác anh chị mình tiếp này. Này, có bác nào có nhu cầu về
kìm bấm chết ạ, kìm bấm chết Grossman của Mỹ các bác nhá. Đấy, cái này thì giá chỉ có là 100.000 thôi các bác nhá, 100.000. Còn bác nào mà lấy ổ cắm Thái Lan, đấy, cái này thì có tận 6 lỗ này và 3 cái cổng USB thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 50.000 thôi cô bác anh chị mình. 50.000 thôi các bác nhá. Còn đây là 3 cái ổ cắm 3 lỗ, giá chỉ có là 15.000 này. Còn bác nào mà lấy cái ổ cắm 3 lỗ và 3 công tắc, giá chỉ có là 35.000 thôi cô bác anh chị mình. Rồi chuyển qua bên này cho cô bác này. Đây, có bác nào nhu cầu về phích cắm ạ? Phích cắm này thì bên em thanh lý với giá chỉ có là 5.000 thôi. Đuôi đèn này thì giá cũng 5.000 các bác nhá. Đuôi đèn này giá cũng 5.000 này. Đấy. Băng keo này. Đấy, băng keo thì bác nào mà lấy băng keo lớn thì giá là 7.000 mà băng keo bé thì giá là 5.000 các bác nhá. Băng hàng này là hàng bài nên nó sẽ móc méo này. Đấy, ok chưa? Nó sẽ móc méo nhiều nên là các bác mua về thì lưu ý giúp em. Chuyển tiếp qua bên này này, các bác nào nhu cầu về kéo ạ? Đây, bên em thanh lý kéo cho các bác nha. Đấy, kéo Seki của Nhật Bản, các bác ghi cho em là kéo vàng nhá. Kéo vàng này thì bên em thanh lý với giá là 35.000 thôi. Còn như bác nào mà lấy kéo xám thì giá của nó là 80.000. Kéo xám thì 80.000. Còn như bác nào mà lấy cái kéo nhỏ nhỏ này thì giá chỉ có 15.000 này. Kéo xám này là giá là 80.000 này. Đấy, kéo này là kéo đa năng rồi. Đấy, nhiều chức năng này, kẹp cổ gà, cạy lông bia này, cào vảy cá này. Đấy, ok chưa? Đấy, cái này thì giá là 80.000 các bác nha. Còn bác nào mà lấy kéo nhỏ này thì giá là 15.000 thôi. Đấy, quá rẻ luôn. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho các bác này. Đấy, tông đơ này, tông đơ chắn viền này, tông đơ cắt tóc này giá chỉ có 70.000 thôi các bác nha. Cái này là cũng là pin 3.7V kèm theo cái sạc như thế này. Đấy, giá chỉ có là 70.000 thôi. Thước lavo này, đây, thước lavo các bác nha. Thước tên là có thước thủy, ở đây thì có thước dây này, ở ngang đây là sẽ có thước mét đây này. Đấy, ok chưa? Mình có đèn để chiếu luôn các bác nha. Đấy, thước lavo này thì giá chỉ có là 80.000 thôi các bác nha. Thước laser, thước lavo ấy, đấy, giá chỉ có là 80.000 một cái thôi các bác anh chị mình. Đấy, cực kỳ bèo luôn. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em. Qua tiếp bên này cho các bác này. Đấy, đũa Hàn Quốc các bác nha. Đũa Hàn Quốc này thì 30.000 một đôi thôi các bác nha. Đũa Hàn Quốc này 30.000 một đôi này. Xẻng này, xẻng cuốc này, đây. Cái này thì vừa làm xẻng được vừa làm cuốc được. Các bác nào mà hay đi du lịch picnic ấy thì các bác có thể cầm theo này. À, hoặc là các bác làm vườn ở nhà mà làm vườn nhỏ ở trong hộp xốp thì các bác có thể sử dụng cái này để làm rau các bác nhá. Cái này thì có chế độ mở bia này, có chế độ cưa này. Đấy, cái này thì thích hợp cho các bác nào hay để lên xe ô tô. Giá chỉ có là 55.000 một cái thôi. 55.000 một cái thôi các bác nhá. Rồi chuyển qua bên này này. Hộp đựng thức ăn các bác nhá. Hộp này thì có hộp lớn, hộp bé này. Đấy. Từ hộp bé cho đến hộp lớn. Và hộp này thì bên em đang bán với giá chỉ có là 39.000 thôi. 39.000, đấy, quá rẻ luôn các bác nha. 39.000, đấy, cực kỳ rẻ. Chuyển tiếp qua bên này cho các bác này. Đây, máy cào râu các bác nha. Đây, máy cào râu này thì giá chỉ có là 125.000 thôi các bác nha. Máy cào râu này giá là 125.000. Còn bên này bên em giới thiệu đến cho cô bác anh chị mình này, cái bộ rắc hơi từ bé cho đến lớn. Cái này thì bác nào mà hay đi rắc hơi mà ngoài muốn mà bất tiện quá thì các bác có thể rắc hơi ở nhà cho em. Đấy, giá chỉ có là 70.000 thôi. Còn đây là bóng đèn xoay. Đấy, cực kỳ đẹp luôn các bác nha. Giá chỉ có là 50.000 một cái đèn bóng đèn xoay này thôi các bác này. Đây, 50.000 thôi các bác nha. Các bác cắm điện 220V vào cho em, cực kỳ tiện. Rồi qua bên này cho các bác anh chị mình tiếp này. Bình đựng nước này. Đây, cái này là bình giữ nhiệt đựng nước các bác nha. Quán xá hoặc ở nhà mà đông người quá thì các bác có thể pha trà bỏ vào đây cho em. Đấy, pha trà bỏ vào đây cho em nhá. Bình 8 lít thì giá là 220, mà còn bác nào mà lấy bình 10 lít thì giá là 250.000 các bác nhá. Bình 10 lít thì 250, còn bình nhỏ thì 220.000. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho cô bác anh chị mình. Đấy, bộ dao này. Đây, dao các bác nha. Đấy, bộ dao của Nhật này. Cái này thì có 3 dao, một cái rùa, một cái kéo và cái để dắt dao nữa. Giá chỉ có là 160.000 thôi các bác nha. 160.000 này. Đấy, quá rẻ luôn. Còn bên này là máy hàn các bác nha. Máy hàn 250 MMA 250. Đấy, con này thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 1.050.000 thôi các bác nha. 1.050.000 này. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em nhé.
Còn đây là máy phun sơn Deadmark, hàng công ty chính hàng các bác. Đấy, cái này thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 450.000 thôi. 450.000 các bác nha. Công suất là 800W, giá chỉ có là 450.000. Đấy, giá cực kỳ bèo luôn. Còn đây là bếp nướng. Đấy, bếp nướng bằng điện các bác. Đấy, cái này bác nào mà nhu cầu nướng nướng thịt thì các bác có thể mua cái bếp nướng này về, cực kỳ tiện, dễ vệ sinh các bác nha. Giá chỉ có là 200.000 thôi các bác. Đấy, cực kỳ bèo luôn, giá là 200.000 này. Còn đây là đèn pin sinh tồn các bác nha. Cái này thì có bút này, có đèn pin này, có còi này. Đấy, có la bàn này, nói chung là có rất nhiều luôn. Đấy, có dao này. Đấy, có rất nhiều luôn các bác nha, đèn pin này. Đấy, cực kỳ tiện luôn. Đấy, bác nào nhu cầu cái bộ đèn pin sinh tồn này thì giá chỉ có là 150.000 thôi các bác nhá. 150.000 thôi, giá cực kỳ rẻ luôn. Đấy, 150.000 các bác nhá. Rồi chuyển tiếp qua bên này các bác này. Đây, đây là dây điện. Dây điện này thì nó xoay các bác nhá. Dây điện xoay, cái này thì phía trong này là 10 mét các bác. Phía trong này là 10 mét này. Đấy, dây điện xoay giá chỉ có là 75.000 một cái, 75.000. 10 mét dây các bác nha, 10 mét dây. Qua tiếp bên này này, khò nhiệt các bác nha. Đây là khò nhiệt DH hàng chính hãng, công suất là 2.000W, giá chỉ có là 370.000 các bác nha. Khò nhiệt này kèm theo một cái đầu để các bác muốn khò nhỏ thì các bác có thể nắp nó vào để khò nhỏ này. Còn như bác nào mà nhu cầu về khò của ta lông này, đây khò của ta lông này thì giá chỉ có là 260.000 thôi các bác nha. Khò ta lông này giá là 260.000 này, cực kỳ bèo luôn. Đấy, khò của ta lông các bác nha. Rồi chuyển qua bên này cho cô bác anh chị mình. Đấy, máy rửa xe pin. Cái này thì đi kèm sẽ có một pin 5 cell và một máy và dây. Nói chung là mua về là chỉ có sử dụng thôi. Đấy, máy rửa xe pin này thì em thanh lý với giá là 260.000 các bác. Đấy, 260.000, đấy, giá cực kỳ rẻ. Còn qua bên này bác nào mà hay đi du lịch picnic thì các bác có thể sắm ngay cho em cái bếp ga mini này. Bếp ga mini này thì giá chỉ có là 85.000 thôi các bác nha. Bếp ga mini này giá là 85.000 này, cực kỳ bèo luôn này. Đấy, ok chưa? Đấy, các bác có thể gấp gọn lại và đi du lịch cho em nhé. Giá chỉ có là 85.000 thôi. Còn tiếp bên này cho em này, đây là cái bộ tip này. Tip 8-24, tip dài các bác nha, tip đen, tip dài này, gấp gọn lại này. Giá chỉ có là 130.000 thôi cô bác anh chị mình, 130.000 các bác nha. Đấy, còn đây là bộ sửa vít sửa điện thoại các bác nha. Bộ vít sửa điện thoại giá chỉ có 25.000 một bộ thôi. Đấy, vít sửa điện thoại này giá là 25.000. Đầu xịt tăng áp. Đấy, cái này thì các bác đấu vào trong cái vòi nước của mình. Đấy, để tăng cái áp nước, giá chỉ có là 75.000 một bộ. Đấy, còn đây là mài dao ba khe, bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 25.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, mài dao ba khe là 25.000 các bác nha. Đấy, còn đây là dao rọc giấy. Dao rọc giấy này thì em thanh lý có 10.000 thôi. Còn đây là xạ thơm quần áo này. Xạ thơm quần áo các bác nha, giá chỉ có là 20.000 một lọ các bác nha. Xạ thơm quần áo là 20.000 này. Găng tay làm vườn. Cái này thì sẽ có một cái găng, một bên là không có cái móng này và một bên là sẽ có cái móng này các bác nha. Và một bộ găng tay làm vườn này thì bên em thanh lý với giá chỉ có là 20.000 thôi. Đấy, bộ găng tay làm vườn là giá là 20.000, một bên là có móng và một bên không móng, để mình một bên là tay cầm và một bên là mình để mình cào các bác nha. Giá chỉ có là 20.000 thôi. Rồi, còn bác nào nhu cầu về cắt ống nước ạ. Đây, kéo cắt ống nước đây cô bác anh chị mình. Giá chỉ có là 80.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. Đấy, đấy. Lam xích tròn này. Đây, lam xích tròn này thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 55.000 thôi các bác nhá. Lam xích tròn 55.000 này. Đấy, hộp quạt Zippo đây các bác nhá. Hộp quạt Zippo này thì bên em thanh lý với giá là 30.000 các bác nhá. Các bác về bơm xăng vào này. Đấy, các bác về bơm xăng vào các bác xài là ok các bác nhá. Giá chỉ có là 30.000 thôi. Rồi qua tiếp bên này cho cô bác anh chị mình. Bác nào có nhu cầu về cắt gạch ạ. Đây là cắt gạch DH hàng chính hãng các bác nhá. Đấy, giá chỉ có là 560.000 thôi. Con này thì công suất của nó là 1.650W. Còn đây là bào gỗ này. Bào gỗ của May Tanh, hàng này hàng chính hãng, giá chỉ có là 780.000 thôi các bác nhá. 780.000. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho cô bác anh chị mình tiếp này. Đây, có bác nào có nhu cầu về
bổ khóa ZT ạ. À. Đây, bổ khóa ZT này là từ 8 cho đến 24. Bên em thanh lý với giá chỉ có là 230.000 thôi các bác nhá. Đấy, bổ khóa ZT, máy xay khô này. Đấy, máy xay khô thì các bác anh chị mình về có thể xay tỏi, xay ớt, nói chung là xay muối, nói chung cái gì có đồ khô là các bác anh chị mình có thể bỏ vào đây xay. Đấy, giá chỉ có là 130.000 thôi các bác nhá. Đấy, 130.000. Còn đây là máy vừa xay vừa nấu ngũ cốc các bác nha. Đấy, vừa xay vừa nấu ngũ cốc luôn. Giá chỉ có là 380.000 thôi các bác nha. 380.000 này. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho các bác anh chị mình. Đây, đây là tông đơ cắt tóc các bác nha. Tông đơ cắt tóc loại này thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 150.000 thôi các bác nha. Tông đơ cắt tóc này giá chỉ có là 150.000. Còn đây là ấm đựng nước này, cái bình đựng nước này, mỏ vịt nhá. Các bác ghi cho em là bình đựng nước mỏ vịt giá chỉ có là 90.000 thôi. Bình đựng nước mỏ vịt này giá là 90.000. Còn đây là kìm bấm chết này của Nhật Bản này. Hàng này hàng siêu ngon rồi. Đấy, giá chỉ có là 140.000 thôi các bác nha. Đấy, còn đây là đèn pin đổi đầu hàng của Nhật Bản các bác nha. Đèn này là 3 bóng này. Cái này thì pin này là pin sạc các bác nha. Giá chỉ có là 125.000 thôi các bác nha. 125.000. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho cô bác anh chị mình. Đèn ốp cổng này. Đấy, đèn ốp cổng các bác nha. Người đi qua thì nó sẽ sáng các bác nha. Đấy, cái này thì bằng sử dụng bằng năng lượng mặt trời. Đấy, cái này thì trang trí cổng, trang trí nhà cửa. Đấy, giá chỉ có là 85.000 thôi. Còn bác nào mà nhu cầu mà đèn giả cam này, hay đèn giả cam này thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 100.000, có rơ móc điều khiển và đặc biệt là nó không có dùng điện mà nó sử dụng bằng năng lượng mặt trời các bác nhá. Giá là 100.000 các bác nhá. Đấy. Chuyển tiếp qua bên này cho các bác anh chị mình cái bồ ấm trà đảo này. Đây, ấm trà đảo các bác nhá. Cái này là đựng trà này, kèm theo 6 cây ly này. Đấy. Và khay này, đấy, và cái ấm này giá chỉ có là 140.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, chuyển tiếp bên này cho cô bác anh chị mình ấm Komi các bác nhá. Ấm Komi này, ấm siêu tốc Komi giá chỉ có là 140.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, ấm siêu tốc Komi là 140.000 này. Còn đây là đèn quạt để đi picnic đi chơi các bác này. Đấy, cực kỳ mát luôn. Các bác kéo lên là các bác làm đèn cho em các bác nhá. Kéo lên là làm đèn này. Đấy. Cái này thì mình có thể sạc được cả điện thoại luôn các bác nhá. Đấy, cái này sử dụng bằng năng lượng mặt trời hoặc là các bác có thể sạc trực tiếp điện 220V vào cho em để tích trữ điện này. Đấy, cực kỳ tiện luôn. Đấy, giá chỉ có là 100.000 một cái thôi các bác nhá. 100.000 một cái này. Tiếp tục chuyển qua này, đây là bộ lục giác này. Đấy, bác nào nhu cầu về lục giác Capuchi của Nhật thì giá chỉ có là 120. Còn nếu như bác nào mà lấy lục giác ZT ấy thì bên em thanh lý với giá chỉ có là 50.000 thôi các bác nhá. Đấy. Lục giác ZT thì giá là 50.000 thôi các bác này. Đấy. Bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em nhé. Đấy, 50.000 thôi. Rồi qua bên này cho cô bác anh chị mình tiếp này. Đấy, các bác nào nhu cầu về máy hút bụi thổi bụi của Kutan, hàng này của công ty trên đồng 100% luôn. Đấy, hút thổi bụi Kutan các bác nha. Đấy, giá bên em đang bán với giá chỉ có là 200.000 thôi. 200.000 thôi cô bác anh chị mình, quá rẻ luôn các bác nha. Đấy, hút thổi bụi Kutan này giá là 200.000 này. Rồi chuyển qua bên này. Chuyển qua bên này cho các anh chị mình. Máy massage này. Massage, đây là gối massage các bác nha. Có sung sung đèn luôn. Đấy. Cái này thì nó sẽ có nhiệt độ luôn các bác này. Đấy, cái này thì giá là 280.000 các bác nha. 280.000 này, quá rẻ luôn. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho các bác này. Đây. Bác nào mà hay tưới cây với lan cái cảnh thì các bác làm cho em cái bình 2 lít này cho em nhé. Cái bình này thì bên em đang bán với giá chỉ có là 60.000 thôi. 60.000 thôi các bác anh chị mình. Còn đây là bộ thìa này, này. Bộ thìa inox 246 cái các bác nhá. Giá chỉ có là 55.000 thôi các bác nhá. Đấy. Còn đây là ống nhòm này, đây, ống nhòm một ống các bác nhá. Ống nhòm một ống giá chỉ có là 120.000 thôi các bác anh chị mình. Ống nhòm một ống là 120.000 này. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho cô bác anh chị mình máy xay thịt, xay tôm, xay cua, xay cá này. Đấy, con cái này thì nó có hai chế độ máy nhẹ 1, 2 đây các bác nha. Muốn xay chậm thì 1 mà nhanh thì 2 các bác nha. Giá chỉ có là 150.000 thôi các bác này, 150.000 này. Đấy, chuyển tiếp bên này cho cô bác anh chị mình. Đây là nồi cơm điện 1 lít.
Đấy, nồi cơm điện 1 lít này thì giá chỉ có là 380.000 thôi. Đấy, còn đây là ấm siêu tốc này. Đây, ấm siêu tốc này. Này, các bác cúc cu các bác nha. Cái này giá chỉ có là 130.000. Còn bác nào mà lấy ấm siêu tốc cúc cu thủy tinh thì giá là 150.000 các bác nha. Còn nếu như các bác mà lấy cái ấm để nấu bình thường ấy, không phải là siêu tốc ấy, thì đây là các bác ghi là ấm inox thì giá chỉ có là 45.000 thôi cô bác anh chị mình. 45.000 các bác nha. Đấy, quá rẻ luôn các bác này. Bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em vào số hotline có ghi ở phía trên màn hình các bác nha. Còn bác nào mà lấy cái ấm giữ nhiệt này, đây ấm giữ nhiệt này thì giá là 150.000 các bác nha. Ấm giữ nhiệt thì giá là 150.000. Rồi chuyển tiếp qua cho các bác bên này này. Đây là cân tiểu ly các bác nha. Cân tiểu ly này thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 70.000. Cái này thì 10 ký. Còn bác nào mà lấy, các bác nào mà lấy 5 ký thì giá chỉ có là 50.000 thôi các bác nha. 5 ký là 50.000. Chuyển tiếp bên này cho cô bác anh chị mình. Đây là nồi lẩu các bác nha. Nồi lẩu vừa hấp 2 trong 1 này. Đấy, giá chỉ có là 220.000 thôi. Còn bác nào mà lấy dành cho một người ăn này. Đây, một người ăn đây các bác nha. Đấy, vừa lẩu vừa hấp một người ăn thì giá là 95.000. Chuyển tiếp bên này cho cô bác anh chị mình tiếp này. Bổ màu các bác nha. Đây, bổ màu đây. Bổ màu này thì 150 chi tiết các bác có thể mua về tặng con cái mình hoặc cháu chắt mình nhá. Giá chỉ có là 80.000 thôi. Đấy, bổ màu này 150 chi tiết giá là 80.000 này. Chuyển tiếp qua bên này cho các bác anh chị mình bếp từ Tarawa giá chỉ có là 280.000 các bác nha. Bếp từ Tarawa này 280.000 này. Còn đây là máy cắt cỏ này. Đây, máy cắt cỏ chạy pin các bác nha. Chạy đi kèm là có các lưỡi này, và một pin 10 cell các bác nha. Kèm theo một pin 10 cell và máy này giá chỉ có là 560.000 thôi các bác nha. 560.000 này. Rồi bên này em giới thiệu đến cho cô bác anh chị mình cái lô viết này. Đây, viết mực các bác nhá. 2.000 một cái thôi, giá cực kỳ bèo luôn. Đấy, 2.000 một cái này. Đấy, đây là chổi quét trần nhà này. Chổi quét trần nhà thì cái này thì em thanh lý với giá là 70.000. Còn đây là gấp rác này. Đây, gấp rác thông minh các bác nha. Giá chỉ có là 20.000 một cái thôi. Đấy, cực kỳ rẻ luôn các bác này. Đấy, gấp rác thông minh thì giá là 20.000 một cái này. Rồi tiếp tục qua bên này em giới thiệu tiếp cho cô bác anh chị mình. Đấy, rất nhiều sản phẩm thì các bác anh chị mình có thể lựa chọn nhá. Đấy, bác nào mà đang còn có nhu cầu về máy khoan gia đình thì các bác sắm ngay cho em cái bổ khoan này. Bổ khoan này thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 450.000 một bộ thôi. Đi kèm là sẽ có mùi khoan đầu vít này, thước mét này, đấy, mỏ lết này, búa này, kìm này, đấy, rất nhiều luôn. Máy khoan này là máy khoan 13 ly, giá chỉ có là 450.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. 450.000 thôi, cực kỳ bèo luôn. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em. Đấy, còn đây là tuýp bôi ngứa này. Đây, tuýp bôi ngứa các bác nha. Bôi ngứa này, bác nào mà bị ngứa trong ngứa ngoài da thì các bác có thể mua cái lọ này cho em, giá chỉ có là 30.000 thôi các bác nha. 30.000. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho các bác anh chị. Đấy, keo dán chống rột tần này. Đấy, bác nào bị tôn bị thủng hoặc là như thế nào bị rột ấy, thì các bác có thể mua cái miếng dán này cho em nhá. Và một cái cuộn 5 phân này thì giá chỉ có là 20.000. Còn nếu như bác nào mà lấy cuộn 10 sen, đấy, 10 sen này thì giá chỉ có là 50.000 thôi các bác nhá. Đấy, 5 sen thì 20 mà 10 sen thì giá là 50.000. Đấy, cực kỳ rẻ luôn. Rồi tiếp theo em qua tiếp này, bổ tiếp này CRV các bác nhá. 8 từ đến 24 có cần từ đồng, có nối ngắn, giá chỉ có là 150.000 một cuộn như thế này, một bộ tip như thế này thôi, 150.000. Còn đây là kẹp. Đấy, đây là thước kẹp các bác nha. Thước kẹp này, đấy, thước kẹp này thì giá chỉ có là 120.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, còn bác nào nhu cầu về bào gọt rau củ quả thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 50.000 thôi các bác nha. Đấy, còn qua bên này cho các bác anh chị mình. Đấy, cưa các bác nha. Đấy, cưa này thì bên em sẽ, khi các bác mà mua một cưa lớn Kabushi thì bên em sẽ tặng kèm thêm một cái cưa nhỏ. Cưa nhỏ 270 ml cũng đấy, của Nhật luôn các bác nha. Hàng này hàng Nhật hết. Đấy, cưa của Nhật này.
Đấy, cơ Kabushi này giá chỉ có là 120.000, các bác có thể có một cái cơ lớn và một cơ bé. Còn bác nào mà nhu cầu về cơ gập này, cơ gập của Nhật Toyama này thì giá chỉ có là 75.000 thôi các bác nha. Cơ gập Toyama là 75.000 này, quá rẻ luôn. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em này. Còn đây là bảy chuột các bác nha. Bảy chuột này thì bên em đang thanh lý với giá là 15.000 một cái thôi. Gạt tàn thuốc đây cô bác anh chị mình. Gạt tàn thuốc thì giá là 30.000 một cái các bác nha. Đấy, gạt tàn thuốc là 30.000 một cái. Chuyển tiếp qua bên này cho cô bác anh chị mình tiếp này. Đây, máy cạo râu các bác nha. Đây, máy cạo râu này. Đấy, cái này thì cắm sạc ở đây luôn các bác nha. Các bác đẩy cái này ra là các bác cắm sạc được rồi. Các bác muốn tỉa râu dài thì các bác đẩy cái này ra này. Đấy. Đấy, ok chưa? Giá chỉ có là 100.000 một cái thôi các bác nha. 100.000 một cái này. Rồi, còn đây là miếng lọ dán nứt tường, tường bị nứt thì giá chỉ có 25.000 một típ như thế này thôi. 25.000 một típ này. Đấy, quá rẻ luôn, cực kỳ bèo luôn các bác nha. Đấy, cạo râu này. Đây, máy cạo râu nhỏ nhỏ xinh xinh các bác có thể bỏ túi nhá. Ai dong các bác nha, giá chỉ có là 80.000 thôi các bác nha. Đấy, máy cạo râu thì giá chỉ có là 80.000 này. Cắt tỉa lông mũi này, bên em thanh lý về giá chỉ có là 40.000 thôi cô bác anh chị mình. Rồi tiếp theo em qua tiếp này, mỏ lết này. Đây em có về một cái lô mỏ lết này. Mỏ lết này thì em thanh lý với giá chỉ có là 95.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, mỏ lết thì em thanh lý với giá là 95.000. Rồi tiếp theo em qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp này. Đấy, bộ cào râu bằng tay các bác nha. Cái này thì giá chỉ có là 50.000 thôi. Trong này ta có tận 36 lưỡi các bác nha. 36 lưỡi này, giá chỉ có là 50.000 thôi. Qua bên này tiếp cho các bác anh chị mình tiếp này. Khăn tắm Hàn Quốc các bác nha. Khăn tắm Hàn Quốc bên em thanh lý với giá chỉ có là 30.000 một cái khăn tắm Hàn Quốc thôi. Cực kỳ rộng luôn. Rồi tiếp theo em liên qua tiếp cho các bác này. Đây là lan sức 4 inch. Lan sức 4 inch sẽ có 2 pin, 1 sạc và 1 thân máy. Pin là pin 5 cell các bác nha. Pin 5 cell giá chỉ có là 350.000 thôi các bác nha. Đấy, 350.000 thôi này. Quá rẻ luôn. Rồi tiếp tục bên này cho các bác anh chị mình kéo cắt gà này. Đây, kéo cắt gà các bác nha. Kéo này thì bên em thanh lý với giá là 120.000. Còn đây là mũi khoét này. Đây, mũi khoét các bác nha. Mũi khoét này thì giá chỉ có là 150.000 một bộ thôi. 2, 4, 6, 7, 8, 9 9 cái mũi. Đấy, mũi khoét các bác nha. Còn đây là kéo cắt cành. Kéo cắt cành thì bên em có 2 loại. Đấy, một loại là 50.000 và một loại thì là 120.000 các bác nha. Đấy, một loại là 120, còn loại này là 50.000 này. Đấy, bác nào chốt loại nào thì các bác cứ nói em này. Đấy. Rồi, tiếp tục qua bên này em giới thiệu đến cho các bác anh chị mình. Bác nào có nhu cầu về khoan pin 10 ly Kento. Đấy, 10 ly các bác nhá. Khoan pin 10 ly xám, các bác ghi cho em là khoan pin 10 ly xám bác giá chỉ có là 395.000 thôi. Đi kèm là sẽ có 2 pin, 1 sạc và 1 thân máy kèm theo phụ kiện, giá chỉ có là 395.000. Còn đây là đầu chuyển cơ lỏng, đầu chuyển cơ lỏng từ khoan sang đầu chuyển cơ lỏng nhá. Giá chỉ có là 110.000 thôi các bác anh chị mình. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho các bác anh chị mình tiếp này. Bình xịt nhớt này. Bình xịt nhớt này thì em thanh lý với giá chỉ có là 35.000 thôi các bác nha. Bình xịt nhớt là 35.000 này. Bài vàng này. Đây, bài vàng các bác nha. Bác nào mà hay mê đánh bài thì các bác có thể mua bộ bài vàng này về xài các bác nha. Này, giá chỉ có 35.000 một bộ thôi cô bác anh chị mình. Đấy, quá rẻ. Còn đây là thân máy mài này. Thân máy mài này thì em thanh lý với giá chỉ có là 350.000 thôi. Đấy, thân máy mài là 350.000 này. Còn qua tiếp bên này này. Vít mài hơi các bác. À, mài này là mài lụa các bác nhá. Bộ mài lụa này hàng công ty chính hãng có rất nhiều đầu này. Đấy, rất nhiều đầu luôn. Đấy, và cái bộ mài lụa này thì bên em thanh lý với giá là 450.000 các bác nhá. 450.000 với cái bộ mài lụa này. Đấy, quá rẻ luôn các bác nha. Bộ mài lụa này giá là 450.000 này. Còn đây là đĩa này. Đây, đĩa các bác đựng hoa quả các bác này. Nếu như các bác mà đi thờ cúng thì các bác có thể đựng cái đĩa hoa quả này lên cho em này. Đấy, đĩa đựng hoa quả giá chỉ có là 75.000 thôi. Còn đây là ke hàn. Ke hàn này thì bên em thanh lý với giá là 40.000 một cái này. Còn đây là keo này. Keo này các bác nha.
keo dán đa năng 25.000 một típ này. Còn bác nào nhu cầu về miếng dán ruồi này, miếng dán ruồi các bác nhá, trong này là sẽ có 10 tấm. Đấy, và một bịch như thế này bên em thanh lý với giá chỉ có là 10.000 thôi. Đấy, 10.000 các bác nhá. Đấy, còn bác nào có nhu cầu về cưa của BCM, đấy, hàng này cũng là hàng của Nhật, 350ml, giá chỉ có là 65.000 một cái thôi các bác nhá. 65.000 một cái này quá rẻ luôn. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho cô bác anh chị mình này. Đấy, thùng các bác nhá. Thùng thì bên em sẽ có từ thùng nhỏ cho đến thùng lớn. Thùng nhỏ cho đến thùng lớn các bác nhá. Thùng nhỏ loại này này thì giá chỉ có là 60.000 thôi. Cái này thì các bác đựng đồ nghề đấy, cực kỳ tiện luôn các bác nhá. Đựng đồ nghề cực kỳ tiện luôn, giá là 60.000. Đấy, còn nếu như các bác chuyển sang thùng đỏ này. Đấy, thùng đỏ thì nó có tận 3 size này. Đây, 1 2 3 này. Đấy. Size nhỏ nhất thì giá chỉ có là 150.000 thôi. Còn size lớn này nó tầm 40 các bác nhá. Đấy, tầm 40 này. Đấy, giá là 190, còn cái size bự nhất này, đây. Bự nhất là tầm năm mấy ấy thì giá của nó là 250.000. Đấy, bác nào chốt thùng nào thì các bác cứ liên hệ cho em này. Rồi chuyển tiếp qua cho cô bác anh chị mình tiếp này. Đây là bổ mùi khoét này. Đây bổ mùi khoét các bác nhá. Mùi khoét 12 ly. Đấy. Mùi khoét 12 ly giá là 280.000. Đấy, còn bác nào mà nhu cầu về máy đánh trứng này, máy đánh trứng Sonaki các bác nhá. Máy đánh trứng Sonaki cái này thì giá chỉ có là 230.000 thôi các bác nha. Máy đánh trứng này thì giá là 230.000. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho cô bác anh chị mình này. Đây, có bác nào có nhu cầu về đèn đổi đầu một bóng ạ? Đèn đổi đầu một bóng này thì giá chỉ có là 50.000 thôi các bác nha. Đấy, đèn đổi đầu một bóng là giá là 50.000. Còn đây là xịt RP7, lò này cái này thì các bác xịt chống reset. Loại này thì loại nhỏ thì bên em bán 30.000, còn bác nào mà lấy loại lớn này thì giá là 50.000 các bác nhá. Lọ lớn là giá là 50.000 này. Còn đây là xịt chống thấm này. Xịt chống thấm này thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 30.000 một lọ thôi. Đấy, xịt chống thấm là 30.000 một lọ này. Quá rẻ luôn cô bác anh chị mình. Chốt sản phẩm nào thì liên hệ ngay cho em. Rồi qua bên này tiếp cho cô bác anh chị mình. Đây là cái bộ rùa. Đấy, mài rùa các bác nhá. 2, 4, 5 cái giá chỉ có là 95.000 thôi. Bộ rùa này giá là 95.000 này. Khò ga này, đấy, khò ga của Nhật này. Khò ga Nhật này thì bên em thanh lý với giá là 65.000 cô bác anh chị mình. Còn bác nào mà lấy khò ga đỏ đây, khò ga đỏ này thì giá chỉ có là 40.000 thôi các bác nhá. Khò ga đỏ là 40 và khò ga Nhật này thì giá của nó là 65.000. Đấy, quá rẻ luôn. Đấy, còn chuyển tiếp qua bên này cho cô bác anh chị mũi khoan tháp này. Mũi khoan tháp này bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 90.000 thôi các bác nhá. Đấy, mũi khoan tháp là 90.000. Còn đây là đá mài hai mặt. Đấy, đá mài các bác nhá, đá mài này thì hai mặt giá chỉ có là 55.000 thôi cô bác anh chị mình. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho cô bác anh chị mình, em có về một cái lô máy mài này khoan các bác nhá. Lô máy mài này ATC thì giá là 240 này, 240.000 một máy này. Còn bác nào mà lấy khoan thì giá chỉ có là 260.000 một máy thôi các bác nhá. 260.000 một máy này cực kỳ rẻ luôn các bác nhá. Đấy, còn đây là hút xăng dầu, hút rượu này, giá chỉ có là 35.000 thôi cô bác anh chị mình. 35.000 thôi, giá cực kỳ bèo luôn. Bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho các bác anh chị mình. Dây dù các bác nhá. Dây dù này thì giá là 10.000 một sợi này. Dây dù là 10.000 một sợi này. Nồi cơm điện này. Hai. Nồi cơm điện 1 lít 8 bên em đang thanh lý với giá là 520.000 các bác nhá. Đấy, nồi cơm điện 1 lít 8 thì giá là 520.000 này. Rồi qua tiếp bên này cho các bác anh chị mình. Máy mài mai tanh các bác nhá. Cái này thì bên em sẽ tặng kèm thêm 10 cái lưỡi cắt nữa, công suất là 850W. Cái này thì có điều tốc trên lưng như thế này. Tặng kèm 10 đá cắt và một bút thủ điện, giá chỉ có là 350.000 thôi. 350.000 thôi các bác nhá. Đấy. Rồi có bác nào nhu cầu về kính hàn điện tử ạ? Giá chỉ có 120.000 thôi các bác anh chị mình nhá. Kính hàn điện tử thì giá là 120.000. Rồi tiếp tục chuyển qua bên này cho các bác anh chị mình tiếp này. Đây, có bác nào nhu cầu về chảo ạ? Đây, chảo các bác nhá, chảo tổ ong nhá. Chảo tổ ong này thì bên em thanh lý với giá chỉ có là 140.000 thôi các bác anh chị mình nhá.
Rồi qua tiếp bên này cho cô bác anh chị mình, máy nén Mitsukaiso hàng của Nhật Bản các bác nhá. Cái dòng này là dòng 2.0 HP đấy. Và cái dòng này thì lên hơi đầy bình trong vòng 67 giây. Đấy, thì con này thì bên em sẽ thanh lý và bán với giá chỉ có là 2 triệu thôi các bác nhá. 2 triệu này. Đấy, cái này thì bên em sẽ bảo hành cho cô bác anh chị mình với giá 6 tháng các bác nhá. Bảo hành 6 tháng cho các bác này. Cái này thì nặng tận 19 kg. Đấy, ok chưa? Qua tiếp cho cô bác anh chị mình nhá. Máy cắt gỗ Vitech các bác nhá. Đấy, hàng này thì siêu xịn sò luôn, được tặng kèm thêm một lưỡi cắt gỗ 1 tấc 85 nữa các bác nhá. Hàng này là hàng công ty chính hãng này. Đấy. Công suất của máy là 1200W này. Vòng tua là 5500 vòng này. Có là 640.000 thôi cô bác anh chị mình nhé. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình nhé, khò ta lông các bác nhá. Hàng này hàng công ty các bác này. Đấy, cái này thì có hai cấp độ mảnh nhẹ các bác nhá, tấc 1 và tấc 2 này. Và sẽ có các đầu để cho mình có thể thay thế để khò này. Đấy. Khò nhiệt các bác nhá, giá chỉ có là 260.000 thôi. Cái này thì công suất của nó là 2000W. Đấy, cực kỳ nóng luôn các bác nhá. Đấy, giá chỉ có là 260.000. Hello, máy xe chứng nhân phát kính chào cô bác anh chị. Ngày hôm nay thì bên em Nhiên có về một cái lô sạc dành cho máy khoan pin các bác nhá. Đấy, lô sạc máy khoan pin này. Đấy, sạc này là sạc của 21V 2A các bác nhá. Đấy, sạc 21V 2A này. Các bác mà mua 1A thì nó sẽ vào pin chậm hơn, nhưng mà bên lô em nó là 2A các bác nhá. Đấy, thì cái này thì bên em thanh lý với giá chỉ có là 40.000 một cái thôi các bác nhá. 40.000 một cái thôi, sạc. Đấy, sạc 21V dành cho máy khoan pin. Đấy. Dắt như thế này các bác nhá, dành cho pin 5 cell ấy. Đấy, ok chưa? Giá phơi giày dép các bác nhá. Đấy. Cái này thì các bác có thể phơi được một lúc là 12 đôi giày. Nếu như các bác mà không phơi giày dép thì các bác để trong nhà, các bác bỏ giày dép vào cho nó gọn cũng được. Phía trên là các bác bỏ được 4 đôi. Đấy, 3 tầng là thành 12 đôi các bác nhá. Đấy, cái này thì bên em sẽ thanh lý cho các bác anh chị mình với giá là 140.000 các bác nhá. Qua tiếp bên này cho các bác anh chị mình. Đấy, máy cắt sắt Tomikama các bác nhá. Cái này thì của hàng của Nhật Bản, công suất của nó là 2500W. Con này thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 1.550.000 thôi các bác nhá. 1.550.000 này. Đấy, bác nào có nhu cầu thì liên hệ ngay cho em nhé. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình các bác nhá. Cái này thì cái này vừa loa này, vừa làm đèn ngủ này. Đây các bác này, cực kỳ tiện luôn. Và đặc biệt này, cái này mình có thể nghe nhạc này, sạc điện thoại nằm ở trên này. Sạc điện thoại không dây các bác nhá. Bác nào mà có cái dòng điện thoại cao cấp ấy, thì các bác có thể sạc không dây này. Đấy, về tối đi ngủ thì các bác có thể đặt lên thế này để các bác sạc luôn cho em nhé. Đấy, nghe nhạc, làm bóng đèn ngủ này. Đấy, sạc không dây này. Nghe radio này. Đấy, ok chưa? Cái này thì mình có thể dắt luôn được cả thẻ nhớ này. Đấy, hoặc là đây, hoặc là dắt USB. Đây các bác nhá. Cực kỳ tiện luôn. Đấy, giá bên em đang thanh lý bây giờ chỉ có là 230.000 thôi các bác nhá. 230.000 thôi, giá là cực kỳ rẻ luôn. Rồi ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên em có về một cái lô vượt cầu lông, và đặc biệt là có tặng kèm thêm cầu đánh luôn cô bác anh chị mình. Đấy, khi các bác mua hai cái vượt cầu lông như thế này với giá chỉ có là 85.000 thôi, được tặng thêm 3 quả cầu nữa các bác nhá. Giá là cực kỳ rẻ luôn, bèo thôi rồi luôn các bác nhá. Đấy, các bác mua về cho con cái mình đánh để tập thể dục thể thao các bác. Quạt S3 của bác anh chị mình. Đấy, cái này thì mình sạc điện các bác nhá. Đi kèm thì sẽ theo sẽ có một cái sợi dây cáp cho mình này. Đây, kèm theo là sẽ có một cái sợi dây cáp như thế này cho mình về sạc điện này các bác nhá. Và cái này thì các bác có thể xách đi mọi nơi cho em, đi du lịch picnic này, đi chơi này, hoặc các bác mua cho con cái này. Đấy, cực kỳ tiện luôn. Đấy, và cái quạt này thì bên em đang bán với giá chỉ có là 185.000 thôi các bác nhá. Đấy, 185.000.
quá ok luôn. Kích thước của nó này 23 x 19 x 25. Đấy, rất ok. Đầu dắt là đầu dắt USB đây các bác nhé. Đầu dắt sạc là dắt USB. Đấy, cực kỳ tiện. Đấy, cái này thì rất thích hợp cho các bác để trên bàn hoặc là các bác khi sắp đi đi chơi các bác nhé. Đấy, giá chỉ có là 185.000 thôi. Giới thiệu đến cho cô bác anh chị mình Boss 226 các bác nhé. Cái dòng này thì là ba chức năng này, khoan này, khoan búa và búa này, dây thì dây dài này. Công suất của nó đây các bác nhá, này công suất của nó là 800W các bác. Đấy, cái này thì đục khoan, đấy đục và khoan, khoan đục này, đấy giá chỉ có là 650.000 thôi cô bác anh chị mình. Nó là sẽ nguyên hộp như thế này cho các bác nhá, đấy nguyên hộp như thế này khi các bác nhận hàng này 650.000 thôi. Cưa lỏng cô bác anh chị mình nhá. Cái này thì mình chuyển từ máy khoan sang các bác nhá. Đấy. Đầu chuyển cưa lỏng giá chỉ có là 110.000 thôi, hàng Mai Tanh chính hãng các bác. Đấy, đi kèm là sẽ có thêm là mấy cái lưỡi cưa nữa. Đấy, mấy cái lưỡi cưa nữa các bác nhá, có kèm theo ba lưỡi nữa các bác này. Đấy. 110.000. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình nhá, điểm lót mông các bác nhá. Bác nào mà ngồi văn phòng hay là ngồi ở đâu lâu hoặc là ngồi xe nhiều ấy mà nó cứng quá thì các bác có thể lót cái này vào nhá, bao êm luôn. Đấy, hình thù đẹp luôn các bác này. Hoặc là các bác mua về cho con cái mình lót ở ghế học các bác nhá. Bên em mang bán với giá chỉ có là 95.000 thôi các bác nhá. Đấy, quá đẹp. Máy đẩy tăng áp nước các bác nhá, hàng của USA. Đấy, công suất của nó là 150W này. Ở nhà mà bác nào mà nước máy mà lên mà yếu quá mà mình giống như xài vào hoa sen mà ra nó cứ rí ấy, thì các bác có thể sử dụng cái máy tạo áp này. Đấy, quá khỏe luôn. Sức đẩy của nó là đến tận 18m. Đấy, các bác dần cái vòi nước mà tận 18m là nó có đầy cũng khỏe luôn các bác nhá. Đấy, giá chỉ có là 700.000 thôi. Đấy, cực kỳ nặng luôn các bác nhá. Đấy, hàng chất lượng. Qua bên này cho cô bác anh chị mình bếp điện các bác này. Đấy, bếp điện các bác. Cái này thì các bác nấu cho em tất cả các loại nồi luôn. Đấy, công suất của nó là 1.000W các bác nhá. Đấy, xài điện cực kỳ gọn nhẹ luôn. Các bác có thể mua về nấu ở trong nhà hàng hoặc là trong phòng trọ hoặc là đấy, mỗi lần mà ăn lẩu hay là có tám tiệc gì các bác có thể sử dụng cho em. Đấy, giá chỉ có là 130.000 thôi. 130.000 không kén nồi các bác nhá. Máy bào đá tuyết các bác nhá. Đấy, bác nào mà hay ăn đá tuyết thì các bác có thể sử dụng máy này các bác này. Đấy, đoạn này là bọ đá này, còn các bác bào xong nó sẽ đá nó sẽ ra đây các bác này. Đấy, giá chỉ có là 750.000 thôi. Chưa, bác nào mà hay ăn đá tuyết thì các bác có thể sử dụng cái máy này. Đấy. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình cái lô mỏ led 12 inch 7 các bác nhá. Đấy, hàng này thì siêu chất lượng luôn cô bác anh chị mình. Này có cái bọc nắm luôn cô bác anh chị mình nhá. Đấy. Cái này là 12 inch, hồi xưa em bán là 300.000 nhưng mà thành bây giờ thì với giá chỉ có là 95.000 thôi cô bác anh chị mình. 95.000 thôi. Rồi qua tiếp cho các bác anh chị mình tiếp này, lưỡi cắt Makita 1 tấc 85 các bác nha, của Nhật Bản các bác nha. Giá chỉ có là 80.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. 80.000 thôi. Rồi tiếp theo em nhìn qua tiếp này. Đấy, dầu nóng này, dầu nóng của Hàn Quốc các bác nhá. Giá chỉ có là 110.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. Đấy. 110.000 thôi cô bác anh chị mình. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình. Đấy, dây đèn led này, đầu dắt USB, cái này thì các bác nó sẽ nhảy theo nhạc cho cô bác anh chị mình. Đấy, kết nối Bluetooth này. Đấy, kết nối qua app của điện thoại này. Đấy, các bác có cả remote điều khiển từ xa luôn. Và dây này thì dài của nó là 10m cô bác anh chị mình. Bên em thanh lý với giá chỉ có là 90.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. 90.000 thôi, giá cực kỳ rẻ luôn cho cô bác anh chị mình. Bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em nhé.
cầu mua lam xích các bác nhá. Các bác nào mà nhu cầu mua lam xích này, đấy, thì bên em bán cho các bác anh chị mình kèm luôn các bác nhá. Đấy, khi các bác mua máy mài thì bên em bán cho các bác anh chị mình bộ lam xích này giá chỉ có là 120.000 một bộ thôi các bác anh chị mình. Lam 12 inch các bác nhá, lam 12 inch này. Máy mài thì giá là 350.000 tặng kèm 10 lưỡi đá cắt sắt này, tặng kèm một cái tu vít này. Rồi ok các bác nhá. Qua tiếp cho các bác anh chị mình cái lô khoan pin 10 ly Hitachi, 3 chế độ khoan bắn vít và búa và 25 cấp độ trượt và 2 chế độ nằm mảnh nhẹ nằm ở trên lưng như thế này. Đấy, bộ 2 pin, 1 sạc và 1 thân máy. Đấy, cực kỳ rẻ luôn, giá chỉ có là 550.000 thôi. Đi kèm là sẽ có là phụ kiện này, đầu típ này, đấy, dây lắt léo này, đầu vít này, mũi khoan này. Đấy, cực kỳ rẻ các bác nhá, giá là 550.000. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình cái lô thùng các bác nhá. Đấy, thùng bé, thùng vừa, thùng lớn này. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thùng nào thì cứ liên hệ ngay cho em nhá. Thùng bé này, ngang này, dài này, dài là tầm 35 này. Đây, dài là tầm 35 các bác nhá. Đấy, còn như chiều rộng của nó này. Đây, chiều rộng của nó là tầm 17. Là giá là 150.000. Còn như bác nào mà lấy thùng lớn hơn thì dài của nó là 40 này. Đây, 39-40 nhá, 40 này. Đấy, rộng của nó này. Đây, rộng của nó là tầm 20 này. Giá chỉ có là 190.000. Còn như đây là thùng lớn các bác nhá. Thùng lớn này, thùng lớn này thì chiều dài của nó là 42-43 này. Đây, 42-43 các bác nhá. Đấy, và chiều ngang của nó này. Đây, chiều ngang của nó là tầm 23-24 gì đấy. Giá là 250.000. Đấy, phía trên là sẽ có là một nấc để các bác bỏ những cái vít này. Đấy, hai bên là sẽ có hai bên như thế này hết các bác nhá. Và phía trong thùng các bác này, phía trong thùng là sẽ có một cái khay đựng như thế này. Đấy, các bác có thể bỏ đồ nghề ở trên này, phía dưới thì các bác có thể bỏ đồ nghề vào trong. Đấy, thùng bé này, thùng bé này giá chỉ có là 150. Thùng 40 cm này thì giá là 190. Còn những cái thùng 42, 43 cm này thì giá là 250.000 của bác anh chị mình nhá. Nồi tiên không dầu 12 lít của bác anh chị mình. Đấy, nồi xa men hàng chính hãng các bác nhá. Nồi xa men hàng chính hãng này em thanh lý với giá chỉ có là 620.000 thôi. Đấy, ok chưa? Đấy, nồi xa men hàng chính hãng, cái màu cực kỳ xuất sắc luôn. Nói chung là cái này thì màu nổi nhiên thôi các bác anh chị mình. Xa men các bác nhá. Công suất là 1.500W này. Đấy, 12 lít này, có hai núm chỉnh đây các bác nhá. Cái này chỉnh thời gian, còn cái này là chỉnh nhiệt độ nhá. Đấy, ok chưa? Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em nhá.